Xin giới thiệu anh em, đây là tính năng gập gương lên xuống kính của chiếc Kia Seltos. Bấm khóa này, gương gập lại và kính lên. Đó, rất là thông minh. Mà anh em có thể độ thêm, ngoài ra em có thể độ thêm cốp điện. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng bằng remote hoặc chúng ta có thể ấn ở đây. Cốp điện tự động bật lên. Đó. Ngoài ra ở đây có thêm cái nút nữa. Anh em có thể ấn vào cái nút này thì nó tự động xuống. Chưa hết, thêm một cái tính năng nữa, đấy là cái hệ thống này có thêm cái hệ thống camera 360 all in one. Mình sẽ bật vào đây cho anh em xem. Đó, vừa khởi động lên xong, trước màn hình sẽ hiện lên này. Và hệ thống cam 360 sẽ quay quanh một vòng. Hệ thống OLED Pro Panorama all in one trên rất đẹp trên chiếc xe Kia Seltos mà mọi người có thể độ cho chiếc xe của mình. Ngoài ra nữa thì anh em có thể độ các cái ốp dán nữa, nó cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là có ra lệnh giọng nói này. Ví dụ mình đang nghe nhạc trẻ đan trường này, nghe nhạc trẻ remix, nhạc trẻ remix hiện ra. K360 nó có cái app này rất hay anh em này. Nếu anh em đi Kia Seltos thì nên độ cái hệ thống all in one này. Bấm vào đây, rất nét, thực sự rất nét luôn. Bấm bên phải này, bên trái này, ghép hai đầu xe, bấm vào giữa đỉnh đầu này, bấm đằng sau để ghép hai cam sau này. Rồi thì toàn bộ đây là quá trình được cài đặt bằng tiếng Việt hết. Đó, rất là ngon luôn. Mọi người có thể trang bị cho chiếc xe Kia Seltos của mình. Đây là phiên bản cao cấp nhất, là cũng đã có màn hình rồi. Tuy nhiên nên thay ra để chúng ta có một cái hệ thống mà công nghệ hơn, đẹp hơn và tiện ích hơn. Cảm ơn anh em. Đấy.